Lỡ rồi thì anh đến nhá. Không, nó phải sát sát, nó phải nảy lên luôn cơ. Nó phải nảy lên luôn. One minute later. Nhiều khi làm clip hướng dẫn bay an toàn cho anh em, nhưng mà nhiều khi nó có những cái tình huống mà đúng là nó chung chung nó trước được luôn. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Trong clip cách đây không lâu thì tôi có nói ra một cái quan điểm là nếu là tôi thì tôi sẽ không mua Mavic 3. Nhưng mà sau khoảng 2-3 tuần thì tôi bắt đầu thay đổi lại cái quan điểm này anh em ạ. Và rất nhiều anh em, hơn nữa là cũng một phần nữa là rất nhiều anh em có comment ở bên dưới là yêu cầu tôi review về Mavic 3. Vâng, thì ngày hôm nay tôi sẽ review Mavic E2. Ảo thật đấy. Đùa với anh em vậy thôi. Thì trước khi mà đến với clip review Mavic 3 ngay sau đây, thì chúng ta hãy cùng xem lại, cùng nhìn lại về những sản phẩm trước đó đã từng ra mắt của DJI. Đó chính là Mavic E2 và Mavic E2S. Nếu như anh em trước khi anh em quan tâm đến Mavic 3, thời điểm hiện tại nó là một chiếc sản phẩm mà tôi nghĩ rằng nó là một con flagship rồi. Chúng ta hãy cùng liệt kê những cái dòng sản phẩm của DJI. DJI thì họ sản xuất rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau. Đây là một cái hãng sản xuất flycam khá là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng thì đúng hơn. Và đi đầu trong ngành sản xuất flycam, được thành lập từ năm 2006 và bắt đầu phát triển rất mạnh bằng dòng Phantom. Dòng Mavic này thì sau đó là cái dòng mà được tập trung nhiều hơn. Bắt đầu kể từ năm 2015-2016 thì DJI đã phát triển rất là mạnh cái dòng Mavic với thiết kế kiểu dáng cánh gập như thế này. Và với DJI thì họ có rất nhiều các đối tượng khách hàng công nghiệp, nông nghiệp hoặc là tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đối với khách hàng phổ thông thì DJI có các cái dòng như là Phantom hoặc Mavic. Với Mavic thì họ sẽ chia làm 3 dòng anh em ạ. Với dòng cao cấp nhất thường sẽ là Mavic 2 này, hoặc là bây giờ năm nay là Mavic 3. Đó là cái dòng cao cấp nhất gọi và gọi là flagship. Tất cả công nghệ mới nhất trong những năm gần đây được gọi là tích hợp một bầu trời công nghệ trên những cái dòng flagship này. Song song với đó thì để tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn, nhiều phân khúc hơn, thì họ sẽ ra những cái dòng sản phẩm gọi là rút gọn. Đó chính là Mavic E. Dòng E sẽ là dòng mà tầm trung hơn ở trong cái giải ngân hà của DJI, với mức giá nó chỉ khoảng 20-30 triệu. Chỉ khoảng 20-30 triệu anh em có thể sở hữu được một chiếc flycam DJI Mavic E. Và bản của tôi đây là bản E2. Ngoài ra trên con này thì có E2S nữa. Và cái dòng mà thấp hơn nữa đó chính là dòng mini anh em ạ. Dòng mini thì vẫn có những công nghệ mà của E2 sẽ mang xuống cho mini, nhưng mà với kích thước nhỏ hơn và được cắt giảm một số các cái tính năng bay thông minh. Và ngày hôm nay, trước khi đến với clip review về Mavic 3, chúng ta hãy cùng review lại về Mavic E2 anh em nhé. Tôi đã dùng, đây là chiếc flycam của tôi và tôi đã dùng đến nay được khoảng 7-8 tháng rồi. Gần như chủ yếu thì tôi sẽ dùng cái dòng flycam E2 này và để đi chơi hoặc là đi quay những cái dịp gì đấy thì tôi sẽ trang trọng dùng nó. Và đến giờ này tôi vẫn rất hài lòng về nó. Và tôi nghĩ rằng nếu như cá nhân tôi thì có lẽ rằng là ngoài cái vấn đề là tôi trải nghiệm hoặc là thử tính năng mới, thì có lẽ rằng đến giờ này flycam E2 vẫn là đủ để dùng cho tôi rồi. Khi mà anh em đang dùng những cái dòng mini hoặc là dòng giá rẻ hơn mà anh em lên E2 thì có một cái cảm giác rất là yên tâm khi mà điều khiển anh em ạ. Trọng lượng của nó lên đến 560g và cái độ kháng gió và độ đầm rất là tốt. Tốc độ tối đa của nó có thể lên đến 70 km/h. E2 được trang bị cảm biến, và cái cảm biến của nó, cảm biến tránh va chạm của nó có cảm biến trước và cảm biến đằng sau. Ngoài ra cái tính năng bay thông minh của nó hỗ trợ người lái thì nó có cả tính năng tự động lách qua được vật cản. Không chỉ cái việc là nó phát hiện được vật cản mà nó còn tự động lách qua được vật cản. Đó, để theo như nhà sản xuất giải thích với chúng ta rằng là nó sẽ không làm mất đi cái trải nghiệm bay của anh em. Đó, đấy là những cái tính năng mà khi mà anh em lên những cái dòng như thế này, anh em sẽ được trải nghiệm những cái tính năng hỗ trợ người lái như vậy. Ngoài ra, nói về camera, rất nhiều anh em sẽ quan tâm đến chất lượng camera trên flycam đúng không ạ?
Camera trên flycam của Mavic Air 2 đến giờ này vẫn làm cho tôi không có một cái ý nghĩ rằng tôi sẽ cần phải nâng cấp về camera đâu. Mặc dù là tất nhiên nó sẽ kém hơn, cảm biến hình ảnh nó sẽ kém hơn so với Air 2S này. Và đặc biệt nó cũng tất nhiên nó sẽ kém hơn Mavic 3 bây giờ rồi. Nhưng mà cái độ phân giải của Air 2 nó cũng đã là 48 megapixel này. Cái hỗ trợ về giải màu thì tôi nghĩ rằng đối với tôi nó cũng là quá là ổn. Và quay phim cũng là 4K rồi tất cả mọi thứ, đặc biệt là cái chất lượng chống rung của nó quá là tốt. Ngoài ra thì chiếc Mavic Air 2 này có cả chế độ quay màu lock anh em ạ, đi lock anh em ạ. Cho nên là với những anh em nào thích yêu thích cái bộ môn kéo màu thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng những cái file lock như thế này để chỉnh màu sắc nó đẹp hơn anh em nhá. Một điểm nữa là các chế độ bay thông minh của Air 2 cũng rất là full, rất là đầy đủ. Có những tính năng về tracking, thậm chí là có nghĩa là có những cái tính năng mà tôi rất hay sử dụng, đó là tôi track theo người hoặc vật, một cái đồ vật, và tôi có thể điều khiển thoải mái và con máy bay nó vẫn quay về phía đấy. Tôi không nhớ rõ cái tính năng đó là tính năng gì, nhưng rất là yên tâm anh em ạ. Full đầy đủ các cái tính năng mà anh em muốn quay như thế nào, muốn bay đường bay như thế nào, nó vẫn có thể phục vụ đầy đủ. Và có thêm cả những cái tính năng như Hyperlapse hoặc là Timelapse, nói chung là rất nhiều các cái tính năng để anh em hỗ trợ quay những cái cảnh mà nó lạ mắt, đẹp mắt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bay lại để thưởng thức hình ảnh từ chiếc Air 2 này trong một cái buổi chiều nắng rất là đẹp như thế này. Chúng ta sẽ cùng quay lại để xem cái chất lượng video gốc của nó anh em nhé. Anh em lưu ý là Linh Kiện RC sẽ luôn review về video gốc. Và nếu như video này thì tất nhiên là khi mà lên hình ảnh thì có thể là nó sẽ không đẹp bằng video trên mạng được, vì video trên mạng đã sẽ có sự chỉnh sửa rồi. Nếu như cái việc chỉnh sửa ấy nó sẽ làm đẹp hơn rất là nhiều so với lại là cái video gốc này. Nhưng đây là chất lượng thực tế nhất của Mavic Air 2 và anh em có thể dễ dàng chỉnh sửa nếu như biết một chút về kéo màu thôi là rất là đẹp rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bay nào. Vâng, chào mừng anh em đến với chuyến bay của Flycam Air 2, DJI Mavic Air 2. Thông thường thì với trời buổi trưa như này nắng thì theo như cái kinh nghiệm của tôi thì anh em có thể lắp filter nhá. Và chiếc Air 2 này nhà sản xuất đã có hỗ trợ chúng ta là lắp có ba cái filter để lắp ở những cái môi trường khác nhau rồi anh em ạ. Trong cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì họ cũng đã có cái hướng dẫn cho chúng ta để lắp con filter nào vào cái điều kiện môi trường như nào rồi. Ok, chúng ta đang bay một phát, ủa bay nhanh thế nhỉ. Tốc độ của chúng ta đang là 40 km/h. Đây là tôi đang bay ở cái chế độ bình thường anh em nhé. Với chiếc Air 2 này thì nó có 3 chế độ bay anh em ạ. Bay là bay cine, bay normal và bay sport. Khoảng cách bay của nó tối đa công nghệ Okocine 2.0 nó có thể lên đến 10 cây số. Tất nhiên thì chia sẻ luôn với anh em ấy là cái góc độ về 10 cây số nó chỉ là cái thông số của nhà sản xuất, gọi là một cái mức tiêu chuẩn thôi, chứ còn nó không phải là để chúng ta phải cố và bay để cho nó đạt được cái con số này đâu. Để anh em có thể yên tâm về cái công nghệ truyền sóng của nó, trên Air 2 thì nó là công nghệ Okocine 2.0. Cái công nghệ truyền sóng này tương đương với lại công nghệ của Mavic Mini 2. Và trên Air 2S là công nghệ Okocine 3.0, là còn nó có thể bay được 12 cây. Và trên Mavic 3 sắp tới đây, trong clip anh em review sắp tới đây, thì nó là công nghệ Okocine 3.0 Plus, là nó có thể bay được theo thông số nhà xuất là 15 cây. Hoàn toàn anh em đã nhìn thấy được cái tôi đã bay một mạch ra cái khu này rồi, và khoảng cách của tôi đang với con máy bay đang ở đây là ở góc độ là 1.300m. Anh em đã thấy là chúng tôi đã bay ở một cái hướng khác anh em ạ. Một hướng khác, và anh em đã thấy là đây là đường trên cao, đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đó, một con đường mà đến gần 10 năm mới hoàn thành. Con đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó sẽ chạy qua khu đô thị Royal City, một khu đô thị. Anh em đã thấy là tôi đã bay một cái hướng khác rồi, tại vì là cái con này nó sóng nó khỏe quá, cho nên là tôi bay nó rất là tự tin, tôi không phải lom dom anh em ạ, không phải lăn tăn bất cứ một cái yếu tố nào cả, tại vì là tất cả về góc độ, về độ kháng gió cũng như là thời gian bay, rồi công nghệ truyền sóng và chất lượng camera thì nó làm cho tôi, khi mà anh em sử dụng những cái dòng như thế này ấy, thì anh em nói chung là nó sẽ có một cái tự dưng có một cái tâm lý là có một cái sự yên tâm. À đây, anh em thấy được một cái con đoàn tàu chạy qua này. Đấy, một cái đoàn tàu. Đây, tôi đây cụp cam xuống để anh em nhìn được cái đoàn tàu chạy qua nhá. Vâng, đây chính là cái tàu điện này. Đó, một đoàn tàu chạy qua. Khi mà tôi bay ở cái trong cái điều kiện mà nó hơi dư sáng ấy, thì cho nên là không biết là anh em nhìn rõ được chi tiết đoàn tàu không.
Nhưng mà tôi rất là tự tin vào cái chất lượng camera của chiếc E2 này. Đó, đoàn tàu thì nó sẽ đăng vào cái ga. Và cái ga này ở đây là nó là ga của chỗ gần cái Royal City. Anh em thấy cái đoạn tòa nhà cao tầng đó chính là Royal City nhá. Bán kính của chúng ta đang bay ở trong cái phạm vi đâu đấy nó khoảng, nói chung là anh em mà nếu mà bay sử dụng trong cái bán kính khoảng 2-3 cây thì tôi nghĩ là nó là quá là chuyện bình thường luôn đấy anh em ạ. Không vấn đề gì cả. Vâng, tôi vừa mới test thử sang chế độ bay Sport. Đấy. Để anh em thử chế độ bay Sport thì anh em chỉ nên sử dụng khi mà nó gió thôi. Chứ lúc nãy tôi không biết là bị sao đấy mà tự dưng nó cứ đứng một chỗ anh em. Trong một phút nào đấy nó đã bị mất kết nối thì phải. Hoặc là khu vực này tôi nghĩ là khả năng là gió mạnh quá, cho nên là khi mà tôi lúc nãy tôi bay ấy, là đấy cẩn thận vào cái đấy, anh em bay cũng lưu ý cái độ cao đấy nhá. Đấy, nhiều khi là mình bay mình hay bị thót tim ở những cái đoạn như này, gặp tòa nhà cao tầng này anh em cũng tránh nên bay ở những cái khu mà tòa nhà cao tầng thôi. Vì lúc nào tôi nói thật với anh em là lúc nào tôi cũng muốn khuyên anh em là làm sao sử dụng cái thiết bị nó an toàn. Chúng ta đang bay qua một cái con sông và cái sông này được gọi là sông Tô Lịch anh em ạ. Sông Tô Lịch là cũng là một cái dòng sông rất là cổ của Hà Nội đấy. Vâng, tôi sẽ gọi nó bay về anh em ạ. Chúng ta đã bay ở cái bán kính đâu đấy khoảng 2 cây rồi, 1.5 cây rồi. Và tôi nghĩ là chúng ta nên bay ở trong nội thành thì nói thật là với anh em là tôi cũng bé tay lắm, tôi cũng không dám to tay để tôi đẩy nó xa thêm. Có nhiều anh em thì bay bạt mạng hơn, nhưng mà tôi ở đây thì tôi lúc nào tôi cũng muốn là bay nó an toàn. Khi mà anh em bay như này thì anh em đã thấy là khi mà bay ở một cái trời điều kiện thời tiết mà nó nắng quá thì cũng không đẹp anh em ạ. Nắng quá thì nhiều khi là ví dụ giữa trưa này là nó sẽ bị cháy sáng, lên clip nó cũng không đẹp. Mà tối quá thì nhiều khi nó cũng không đẹp. Đấy, anh em cũng nên khi mà sử dụng những cái thiết bị như này thì anh em cũng nên căn cái điều kiện thời tiết, ánh sáng làm sao nó đẹp. Đặc biệt là quay những lúc mà bình minh hoặc khoảng hoàng hôn ấy, khung cảnh nó mới đẹp được anh em ạ. Nói chung là khi mà tôi sử dụng cả trải nghiệm của tôi với những chiếc E2 như thế này ấy, thì cái cảm biến ấy, nó đối với tôi như này là đủ rồi. Con cảm biến của con E2 này là 1/2 inch. Cảm biến của E2S nó là 1 inch anh em ạ. Thì cảm biến to hơn thì nó sẽ quay được những cái điều kiện mà môi trường, ánh sáng nó khác nhau, những giải màu sắc nó sẽ sinh động hơn. Đấy, trước mặt anh em đây chính là đã đầm hồng rồi, đã quay về khu vực đầm hồng rồi, đã về cái bán kính 500m và tốc độ trong cái điều kiện normal thì nó sẽ bay được khoảng là 35-40 km/h đấy ở vận tốc ở normal. Và khi mà anh em bay về phía gần với khu vực của mình rồi thì anh em có thể hủy lệnh return to home nhé. Có nghĩa là tôi luôn khuyên anh em là hãy kiểm soát con máy bay thật tốt. Chúng ta không nên là quá phụ thuộc vào công nghệ hay là ấy đâu. Ví dụ quá phụ thuộc vào công nghệ bay xa, cũng như là quá phụ thuộc vào những công nghệ bay tự động. Điều đấy thì nó có thể có nhiều trường hợp đấy. Ví dụ anh em thấy là tôi đang đứng ở bên cạnh hồ để tôi bay này, và nếu như mà nó tự động bay về mà chẳng may nó hạ cánh, nó vướng vào cây cối hoặc là đèn đóm dây điện thì có phải tự dưng nó rơi xuống hồ không, đúng không anh em? Ok anh em ơi, tôi sẽ lấy một vài cảnh đẹp nhá. Thực ra những cái cảnh này thì chắc anh em xem nhiều rồi. Tôi sẽ quay lại một vài cảnh đẹp và cố gắng gửi đến anh em những cái đoạn video đẹp nhất mà tôi có thể quay được. Vâng, đây là clip E2S và tôi sẽ quay một lúc nữa xong rồi hạ cánh nha anh em nhá.